Hello và xin chào tất cả các bạn nhé. Như bạn đã thấy thì trên tay mình đây là một chiếc tai nghe đàm thoại phải không? Và cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ đến từ thương hiệu Jabra. Đây chúng ta có thể thấy luôn cái logo nó kiểu sáng bóng luôn. Và cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ thuộc cái dòng đấy là tai nghe Jabra Beats. Thì nếu như các bạn chưa biết, Jabra Beats là một cái dòng tai nghe được Jabra hướng tới là những cái dòng tai nghe để chuyên phục vụ những nhu cầu đàm thoại này, các bạn học trực tuyến, hoặc là một cái chiếc tai nghe để phục vụ cho các tổng nói viên, với cái định hướng là mang tới cho người dùng một cái sản phẩm nó chất lượng này, một cái sự tiện nghi và các bạn có thể thoải mái sử dụng hàng ngày trong thời gian dài. Thì đối với dòng tai nghe Jabra Beats này thì mình có tìm hiểu thì nó được đánh giá rất là cao. Thậm chí thì nếu như các bạn có thể tìm hiểu ở trên Google nhá, ngay thời điểm hiện tại thì các bạn có thể gõ Google cho mình đi. Đây có thể gọi là cái dòng tai nghe gọi là trùm cho những chiếc tai nghe đàm thoại luôn. Nếu như các bạn không tin thì các bạn có thể kiểm chứng luôn nhá. Thì đối với dòng tai nghe Jabra Beats này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái mẫu mã cũng như là rất là nhiều cái mã sản phẩm hoàn toàn khác nhau để có thể lựa chọn. Ví dụ như là cái chiếc tai nghe mình đang cầm đây là cái chiếc tai nghe Jabra Beats 1100. Chúng ta sẽ có thêm những cái lựa chọn khác nữa, ví dụ như là cái chiếc tai nghe Jabra Beats 1500 chẳng hạn, thì cái mức giá của nó chỉ chênh nhau khoảng tầm là vài trăm ngàn mà thôi. Ngoài ra thì Jabra họ cũng rất là tinh tế khi mà họ đã phân ra hai cái dòng. Ví dụ như là cái chiếc tai nghe như bạn thấy ở đây là nó sẽ thuộc cái dòng đấy là stereo, tức là chúng ta sẽ có hai cái phần củ là hai bên này. Nếu như các bạn là cần một cái chiếc tai nghe nhỏ gọn hơn, các bạn chỉ cần một cái tai nghe có chất âm thanh tốt, một cái mic này, và các bạn chỉ cần là nghe được đầu dây bên kia mà thôi, thì chúng ta sẽ có một phiên bản rút gọn hơn là phiên bản mono. Thì phiên bản mono là như thế nào? Trên tay mình đây là cái chiếc tai nghe Jabra Beats 1100 phiên bản mono. Thì chúng ta có thể thấy luôn, chúng ta sẽ có cái kích thước nó nhỏ gọn hơn phải không? Tại vì chúng ta cắt một bên phần tai mà, chúng ta chỉ cần nghe bên này thôi, và cái phần bên này chỉ là kẹp vào đầu để cố định, tức là giữ chặt cái phần tai ở trên đầu. Và nếu như bạn đang quan tâm cũng như là chuẩn bị mua cho mình cái chiếc tai nghe này thì mình lưu ý với các bạn đấy là các bạn nên xác định là cái nhu cầu của mình như thế nào để chọn cho mình một cái chiếc tai nghe phù hợp, xem là mình nên mua cái phiên bản là mono hay là phiên bản stereo. Phiên bản mono thì nó có mức giá rất là rẻ thôi, chỉ từ 900 ngàn mà thôi. Và bây giờ quay trở lại với dòng tai nghe này thì bây giờ mình sẽ đánh giá chi tiết là xem là cái chất lượng của nó như thế nào, nó có đáng tiền với mức giá là hơn 1 triệu đồng hay không. Và đây thì mình có sử dụng cái chiếc tai nghe đấy là Jabra Beats 1100. Thì cái chiếc tai nghe Jabra Beats 1100 này thì được thiết kế dưới dạng là kiểu tai nghe on-ear truyền thống. Chúng ta sẽ có một kiểu đeo nó rất là dễ chịu phải không? Toàn bộ tai thì sẽ có một cái lớp vỏ ngoài được làm bằng nhựa cao cấp. Và ngoài ra thì với cái vật liệu cấu thành là bằng nhựa nên là chúng ta sẽ có một cái trọng lượng nó rất là nhẹ. Nên là các bạn đeo tai nghe trong thời gian dài chẳng hạn, các bạn ví dụ như là tổng nói viên, các bạn gần như là nghe kiểu 8 tiếng một ngày ấy, thì chúng ta sẽ không gặp phải hiện tượng đấy là quá đau tai hoặc là quá đau cổ. Nói chung nhận xét tổng quan về phần thiết kế của chiếc tai nghe này thì mình thấy khá là ưng. Mình ưng tại sao? Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái thiết kế có thể nói là tối giản nhất có thể. Nó tối giản nhưng mà nó sẽ không gây ra hiện tượng đấy là nó quá yếu ớt đâu nhé. Tại vì chúng ta sẽ có một cái vật liệu nhựa nó đàn hồi rất là cao. Đây ví dụ mình có thể uốn cho các bạn, mình uốn thẳng luôn nhé. Đấy, các bạn thấy nó cực kỳ trâu bò không? Nó kiểu không thể gọi là trâu bò, nó gọi là trâu chó luôn đấy. Nani? Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần ear cup được làm nó khá là nhỏ gọn. Và khi kết hợp với một cái phần đệm tai bằng xốp kiểu mịn như thế này thì gần như là nó sẽ loại bỏ được khá là nhiều tiếng ồn ở bên ngoài, nó sẽ không bị lọt vào trong tai trong quá trình sử dụng. Tiếp theo ở trên cái phần ear cup này thì như các bạn thấy đây, chúng ta sẽ có một cái khớp kiểu rất là cơ động phải không? Và đối với khớp này thì nó sẽ tạo chúng ta một cái độ linh động rất là cao. Và mình tin rằng là với thiết kế này thì gần như là nó sẽ phù hợp được hầu hết tất cả những cái cỡ đầu nó kiểu là to hoặc là nó quá nhỏ chẳng hạn. Hoặc là trong quá trình các bạn đeo trong thời gian dài ấy, thì các bạn có thể tùy chỉnh những cái phần này để tạo ra chúng ta một cảm giác đeo thoải mái nhất. Để đảm bảo tốt nhất cho khả năng đàm thoại thì Jabra Beats 1100 được trang bị cái phần mic được làm khá là dài. Như các bạn thấy đây, chúng ta có thể xoay được cái phần cần mic này luôn. Và khi các bạn xoay nhé thì chúng ta sẽ có một cái khớp nó được làm rất là chắc chắn luôn. Thì đối với chiếc tai nghe này thì mình tin là nó có cái độ bền rất là cao. Và theo như Jabra công bố thì cái cần mic này các bạn có thể xoay lên tới là 270 độ. Và ngoài ra thì theo như mình có tìm hiểu thì Jabra họ có nói rằng là cái mic ở trên chiếc tai nghe này thì một phần nó có thể loại bỏ được những tiếng ồn xung quanh nữa cơ. Tiếp theo đến với phần dây thì cái phần dây của chiếc tai nghe này thì mình không có gì để comment cả. Nhưng có một điểm mà mình thấy nó khá là thích đấy là ở đây, như các bạn nhìn kỹ, chúng ta sẽ có một cái phần này gọi là cao su để nó tránh cái hiện tượng đấy là gãy hoặc là gập dây, đứt ngầm trong quá trình sử dụng. Đây, chúng ta sẽ có một cái phần cao su hãm lại. Bây giờ thì mình sẽ nói tới hai cái phần quan trọng nhất này. Đầu tiên, đấy là chúng ta sẽ có một cái rắc cắm. Rắc cắm này đấy là cổng USB Type A nhé, nó không phải là 3.5 đâu. Cái cổng này thì giúp các bạn có thể cắm trực tiếp vào máy tính luôn. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm phím điều khiển. Cái cụm phím điều khiển này thì mình tin rằng là các bạn nhìn vào, lần đầu tiên các bạn nhìn vào thì các bạn nghĩ đấy là nó quá to phải không? Nhưng các bạn lưu ý là cái dòng tai nghe này thì Jabra họ sẽ hướng tới đấy là các bạn sẽ sử dụng trong quá trình đàm thoại rất là nhiều. Và vì thế dòng tai nghe này thì cái phần này chúng ta sẽ được làm nó sẽ kiểu là trâu bò.
tức là nội dung của đá. Tại sao? Mình sẽ giải thích nhá. Thì đầu tiên, nếu như các bạn đàm thoại, các bạn họp trực tuyến ấy, thì các bạn sẽ bấm mic kiểu như là tắt mic này, mở mic rất là nhiều phải không? Hoặc là các bạn sẽ phải tăng giảm âm lượng liên tục. Một cái ví dụ mà dễ hiểu cũng như là trực quan hơn nhá. Ví dụ như là những tổng đại viên chẳng hạn, những hệ thống call center lớn ấy, gần như là một ngày thì tổng đại viên phải nhận khoảng tầm là hàng trăm hàng nghìn cuộc gọi, thì các bạn sẽ phải bấm liên tục cũng như là tắt mic liên tục phải không? Thì đối với chiếc tai nghe này, giao đó họ sẽ làm chúng ta một cái khu vực có thể gọi là kiểu rất là bền luôn. Với cái việc là sử dụng một cái khu vực điều khiển nó lớn như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng cầm nắm cũng như là thao tác điều khiển hơn phải không? Đây, như các bạn thấy đây, mình cầm nó rất là dễ chịu luôn. Và ở trên này có một điểm mà mình thấy khá là thích, đây là khu vực thì bấm là tăng giảm âm lượng. Cái phần khu vực tăng giảm lượng này thì mình thấy nó được làm rất là trực quan luôn. Đầu tiên thì nếu như các bạn có thể nhìn trực tiếp được cái phần tăng giảm lượng này thì chúng ta có thể nhìn được cái phần icon này, tức là cái phần biểu thị giảm này, cũng như là tăng âm lượng, chúng ta sẽ có những cái vạch dọc dọc như thế này. Còn nếu như các bạn phải sử dụng liên tục, các bạn sẽ không thể nhìn được cái đâu là tăng, đâu là giảm phải không? Thì Jabra họ đã làm rất là tinh tế. Đây, chúng ta sẽ có những cái gọi là phần phím nổi ấy. Đây, chúng ta có thể sờ vào là biết được luôn. Đây, nếu như các bạn muốn giảm lượng thì chúng ta sẽ có một cái chấm nhỏ này. Nếu như các bạn muốn tăng âm lượng thì chúng ta sẽ có phím lớn như này. Tiếp theo thì mình sẽ nói về những tính năng cũng như là những công nghệ mà Jabra họ đã trang bị ở trên dòng tai nghe này. Trên chiếc tai nghe Jabra Beats 1100 này thì được tích hợp mình thấy khá là nhiều tính năng hỗ trợ đắc lực cho cái việc đấy là đàm thoại. Đầu tiên thì nó sẽ được trang bị một công nghệ mà Jabra họ có gọi đấy là DSP, tức là Digital Signal Processing. Trong quá trình các bạn sử dụng thì cái micro này thì nó sẽ loại bỏ được tiếng ồn và làm giảm tiếng ồn nền và loại bỏ tiếng vang, và gần như là chúng ta sẽ có một cái chất lượng đàm thoại gần như là trong trẻo luôn. Thường thì những cái hệ thống là chăm sóc khách hàng lớn ấy thì thường mọi người sẽ ngồi tập trung với nhau phải không? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những cái tiếng ồn, ví dụ như là tiếng điều hòa chẳng hạn này, hoặc là tiếng xì xào, tiếng hơi thở của mình khi mà mình thở ra chẳng hạn. Thì lúc này cái micro ở trên tai thì nó sẽ làm giảm tiếng ồn nền không mong muốn và chúng ta sẽ có một cái môi trường đàm thoại lý tưởng nhất. Ngoài ra, chiếc tai nghe này sẽ được tích hợp công nghệ đấy là Quick Stop, tức là trong quá trình các bạn sử dụng, các bạn họp trực tuyến chẳng hạn, rất là khó tránh được những cái tình trạng ví dụ như là đầu dây bên kia bỗng dưng có một tiếng kiểu như la hét hoặc là một tiếng âm thanh nó quá lớn chẳng hạn, thì ngay lúc này cái chiếc tai nghe này nó sẽ ngay lập tức loại bỏ và để bảo vệ cho cái thính giác của chúng ta. Và cuối cùng là về phần chất lượng âm thanh cũng như là cái khả năng đàm thoại của nó như thế nào, thì đầu tiên mình sẽ muốn khẳng định một điều với các bạn, đấy là chắc chắn bạn sẽ không thể đòi hỏi một cái chất lượng âm thanh giải trí ở trên một cái chiếc tai nghe như thế này. Âm thanh cho ra từ cái chiếc tai nghe Jabra Beats 1100 này thì mình thấy nó khá là rõ ràng và rành mạch, và nó sẽ không hề bị hiện tượng là rè hoặc là méo tiếng. Thì ở ngay công ty của mình là Sonos Audio thì hệ thống là tổng đại viên chăm sóc khách hàng ấy, thì cũng đang sử dụng cái chiếc tai nghe này. Nói tóm gọn lại thì nếu như bạn đang quan tâm về cái chất lượng mic đàm thoại ở trên chiếc tai nghe này thì mình có thể khẳng định được rằng đấy là cái mic của nó rất là to, rõ ràng, có lọc tiếng ồn nền và loại bỏ được tiếng vang. Ok, và vừa rồi là tất cả những gì về một cái chiếc tai nghe đàm thoại chỉ mức giá là hơn 1 triệu đồng Jabra Beats, và cụ thể hơn là cái chiếc tai nghe này Jabra Beats 1100 phiên bản đấy là stereo. Và nếu như bạn đang quan tâm về sản phẩm này thì mình sẽ để lại cho các bạn một cái đường link sản phẩm ở ngay phía dưới mô tả video cũng như là phần comment nhé. Thì các bạn có thể click vào đấy và dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Sonos Audio. Thì hiện tại ở Sonos Audio đang có rất là nhiều những cái mẫu tai nghe của dòng Jabra Beats này, từ 1100 này hay là 1500 chẳng hạn. Nói chung là rất nhiều mẫu mã tai nghe đàm thoại khác nhau. Và nếu như bạn muốn trực tiếp cảm nhận chất lượng cũng như là âm thanh của chiếc tai nghe này thì tất nhiên là các bạn có thể qua nghe thử ở trên hệ thống cửa hàng của Sonos Audio nhé. Còn video của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.